Kim Ngọc xin trân trọng kính chào cả nhà. Hôm nay là ngày 28 tháng 4. Phải nói đến về cái ngày hồi nãy ông xã Ngọc hỏi lên live là hôm nay ngày bao nhiêu, Ngọc nói ngày 30 tháng 4. Dạ vâng, hôm nay ngày 28 tháng 4 năm 2023, Kim Ngọc xin được tổng kết Sai Chu Exlot. Dạ vâng, cảm ơn các chị đã trong những cái tuần qua, phải nói là suốt những cái thời gian vừa rồi sau cái phục sinh khi Ngọc trở lại, thì các chị và các bác cô đã ủng hộ Ngọc rất nhiều trong những cái áo dài. Dạ vâng, và Ngọc vẫn tiếp tục một tuần sẽ lên, có thể là nếu mà Ngọc bận á, thì Ngọc sẽ lên một cái video video của cái size. Nếu như mà Ngọc rảnh thì Ngọc sẽ lên chỉ hai cái video thôi, tại vì Ngọc chốt thật sự không kịp á. Mỗi một lần lên như vậy thì có cả 100 khách mua, cho nên Kim Ngọc không có thể chốt kịp được. Tại có mình Ngọc thôi, các cháu thì giờ đang học rồi. Lâu lâu xã Ngọc nhảy vô giúp vậy thôi, chứ còn thực sự ra cũng không có biết nhiều về những cái áo, nên mong các cô các bác nếu có chờ đợi thông cảm giùm Ngọc ha. Ngọc nói xin được nói cách làm việc của Ngọc dành cho cái khách mà mới. Có nghĩa là khi mà ngày hôm nay Ngọc lên video mà YouTube mà họ cho Ngọc lên video khoảng chừng sau 2 tiếng hoặc là sau 3 tiếng, thì các chị coi những cái áo nào các chị thích thì không phải là các chị coi trên YouTube Ngọc tính trên đó, dạ không. Các chị gửi những cái áo qua số phone của Ngọc là 858 205 9616. Mỗi một cái áo nó có một cái mã số, thì các chị cho Ngọc biết cái mã số. Nếu các chị mà chỉ ghi mã số thôi á, thì ghi cái mã số này ngày hôm nay. Còn nếu như mà sau vòng trường khoảng chừng 3 tuần sau mà các chị mà muốn lấy, thì các chị làm ơn cho Ngọc cái hình á, thì nó nhanh hơn hả, để cho Ngọc biết là cái áo đó là cái loại áo nào, để có thể Ngọc xem coi là những cái, ví dụ như là những cái khách mà đã giống như là Ngọc xem coi thử coi trong thùng có những cái áo giống như vậy đó, thì Ngọc sẽ lấy cho các chị ha. Nhưng mà cái này đây, cái số mã số này là của cái áo, không phải mã số chốt hàng. Mỗi chị đều có một cái mã số chốt hàng, không phải là có mã số mới chốt hàng được, dạ không phải. Các chị mua hàng của Ngọc rồi thì mới có cái mã số. Mã số trong sổ của Ngọc hiện tại ngày hôm nay là Ngọc có khách là 1252 khách. Có nghĩa là Ngọc bán từ hồi đầu năm, Ngọc ghi từ số 1 cho tới ngày hôm nay, Kim Ngọc đã có, cảm ơn các chị đã ủng hộ cho Ngọc, là Ngọc có 1252 khách. Thì cứ thế tới lên, cho nên các chị dù cho 2 năm sau, 3 năm sau các chị mua, các chị nói các chị số 22 Ngọc vẫn có, các chị nói số các chị 30 Ngọc vẫn có. Còn ngoài trừ khi nào mà computer của Ngọc nó có một vấn đề gì đó, Ngọc kêu là các chị có số mới, thì các chị nói chị có số của chị rồi ha, thì cũng vậy thôi. Tại vì khi mà vô cái số mới không thì Ngọc in ra cái địa chỉ, nó vẫn là trở về cái số của các chị thôi. Cho nên ngoại trừ các chị mà thay đổi địa chỉ, nhớ cho Ngọc biết nha. Cái mã số của các chị là để khi các chị nhờ bà con, anh em, dòng họ, bạn bè gieo hay vem mồ cho Ngọc, thì làm ơn cho Ngọc biết là các chị đã nhờ người đó trả cho cái mã số của các chị. Đừng có nói trả tên cho Liên Nguyễn. Ngày hôm nay Liên Nguyễn Ngọc có 15 người Liên Nguyễn nha. Các chị đừng có trả tiền cho tên họ nào cả, mà hãy cho Ngọc biết cái mã số. Cho nên cái mã số đi với cái ID của mình rất là quan trọng. Ngọc nghĩ là trên live không ai có cái mã số đâu. Mà bởi vì là các chị chỉ cần chốt một lần thôi. Ngọc ghi ngày hôm nay cái áo này vòng ngực 102, eo 92. Thì khi các chị chốt, Ngọc sẽ ghi trong sổ của các chị ngày hôm nay các chị mua, chị A, chị B mua cái áo này, vòng ngực, vòng eo. Khi các chị về thử, Ngọc không cho đổi trả, cho nên Ngọc làm như vậy để cho nó dễ sau này các chị chốt. Khi mà ngày hôm nay Ngọc đo những cái áo này, Ngọc nói các chị nếu các chị vừa, hoặc là mình cảm thấy mình rộng chút xíu cũng được, hoặc là mình biết sửa, mình thâu vô một chút, thì các chị chốt hàng dùng Ngọc nha. Chứ các chị đừng có tưởng tượng là tôi nghe không rõ là 102, tôi tưởng là 52 hay là 92 gì đó, thì các chị hỏi lại một lần nữa khi Ngọc chốt hàng nha. Nếu mình không chắc á thì hỏi lại một lần nữa, hoặc là Ngọc sẽ nói cho các chị là Ngọc nhìn trong sổ của các chị mà thấy ủa cái số nó không có đúng, thì Ngọc sẽ nói lại là cái áo này nó không có vừa với chị đâu nha, nếu chị biết sửa thì chị hắn lấy đó. Đối với Ngọc đó là làm việc như vậy, tại không đáng bao nhiêu cả. Một cái áo này 35 đồng, 40 đồng, áo tầm ý 40 đồng, 4 tà. Các chị nhận những cái áo tầm ý của bên tiệm Ngọc về rồi, các chị sẽ biết được rằng tại sao Ngọc nói với cái giá cho các chị biết là cứ 45, 35, 40 hay là như thế nào đó, thì nó đáng đồng tiền các chị bỏ ra. Các chị đừng có sợ là giống như Ngọc lừa gạt gì cả. Ngọc đã bán này 5 năm rồi, không có lừa gạt ai hết. Trừ khi nào mà Ngọc gửi, ví dụ như ngày hôm nay chú F mà Ngọc gửi cho các chị size small medium, Ngọc xin đổi trả. Ngọc sẽ cho các chị trả đổi lại cho Ngọc để lấy cái size chú F. Đó là cái lỗi của Ngọc ha. Còn ngoài ra mà chỉ 1-2 cm Ngọc không cho đổi trả đâu nha, Ngọc nói trước. Cho nên các chị đừng có nghĩ rằng ok vòng ngực 102 giờ tôi 104 tôi trả được không, tôi đổi khác. Giống có Ngọc ối áo mà chỉ có một áo, mà Ngọc không muốn khi mà gửi đi là lại trả lại là vấn đề là 1-2 cm. Ngọc nói trước để cho các chị khách cũ đó, khách mới là biết ha, giúp cho Ngọc nha.
mình có duyên với áo nào thì mình chốt kỹ dùm Ngọc nha. Ngọc chỉ dỗ giữ hàng sáng đến chiều thôi, ngày hôm sau Ngọc sẽ xả ra đó. Ngọc nói trước cho các chị biết là như vậy. Nếu các chị không trả lời với Ngọc ngày hôm sau, Ngọc xả ra, Ngọc báo cho người kế tiếp kế tiếp. Rồi, cảm ơn các chị rất nhiều. Dạ vâng rồi. Đây là size 2X. Số của áo này là 249 tầm ý, ngực 102, áo ngực 102, eo 92, 4 tà tầm ý, cầm nó nặng như vậy nè. Các chị mua hai áo thì phụ với Ngọc 5 đồng tiền gửi, còn các chị mua ba áo thì Ngọc bớt 5 đồng và free shipping các tiểu bang. Ngọc không free shipping qua Canada, Ngọc không free shipping qua Úc phi Pháp ha. Ba nước đó Ngọc đã gửi hàng nhưng mà Ngọc không có hề free shipping những cái nước đó, nhưng mà Ngọc tính theo có giống như là Ngọc gửi hàng là 10 đồng thì Ngọc trừ cho các chị 10 đồng, và các chị nếu mà gửi một cái bịch đó, dụ như là 30 40 thì Ngọc đã trừ 10 đồng, các chị chỉ bỏ ra thêm 30 đồng. Nhưng mà đâu rõ ràng Ngọc không có free shipping cho các tiểu bang các nước ngoài nha, Ngọc chỉ free shipping trong nước Mỹ. Nhưng mà nếu các chị chỉ mua hai áo phụ với Ngọc 5 đồng nha. Còn nếu các chị mà mua ba áo Ngọc bớt 5 đồng. Rồi, cái nào Ngọc Ngọc nói cho rõ nha, để mình biết ha. Ngực 102, eo 92, 40 đồng một áo, tầm ý 4 tà. Rồi, em này cũng vậy. Dạ, rồi. Cái này không đúng rồi. Cái này ngực 106 mà eo 96 hả? Ngực 106 chính là thường là 4X rồi. Cái này là 4X các chị. Cái này size 4X. Nhưng mà Ngọc nhớ không lầm, Ngọc có size 2X. Cái này Ngọc có size 2X nha các chị. Ngọc có size 2X cái này nè. Cái này á, thì Ngọc có hai áo. Dạ. Cái này hồi nãy Ngọc quên. Ngọc thấy có hai áo, Ngọc để kết đi. Ngọc tưởng nó là mấy, ai ngờ ra cái này là của cái... cũng vậy nha các chị. Tầm ý 4 tà ha. Ngọc có size 2X. Còn cái em Ngọc đang cầm đây là size 4X. Nhưng mà Ngọc có size 2X. Mỗi một size sẽ có một áo. Nhưng mà mấy size khác thì hết rồi. Bây giờ chỉ còn có size 2X với 4X. Wow, biết 3X còn hay không. Dạ vâng rồi, tiếp tục đây là em lụa mà lụa Mỹ. Không xin lỗi, lụa Thái Tuấn. Vải Thái Tuấn in nha. Nhưng mà cái em này á, chiều dài của nó có 133 các chị. Dài áo chỉ có 133 thôi. Vòng ngực là 98, eo 82. Vòng ngực 98, eo 82 vòng và chiều dài chỉ có 133. Nếu ai có chiều dài 133 thì mới lấy cái này ha. Những cái em mà Thái Tuấn thế này 30 đồng, các chị lấy ba áo Thái Tuấn nha, vải Thái Tuấn thì Ngọc trừ cho các chị 10 đồng mà phía sau bên các tiểu bang. Những cái đợt vừa rồi á, là Ngọc đã bây giờ hôm nay Ngọc đã xuống những sau cái phục sinh đều là các chị lấy các size, cứ lấy ba áo Thái Tuấn thì Ngọc và ba áo Thái Tuấn mà giá 30 đồng, Ngọc xin Ngọc bớt cho các chị là thay vì 90 thì còn 80 mà còn phía sau bên các tiểu bang. Còn các chị mà lấy hai áo 60 đồng cộng Ngọc 5 đồng nha, phụ cho Ngọc 5 đồng. Các chị ngoài trừ Ngọc chỉ bớt cho các chị lấy ba áo thôi, còn các chị mà lấy hai áo vẫn là 60 đồng nha các chị. Đó. Rồi, các chị lấy bất cứ áo nào, cứ ba áo là Ngọc sẽ bớt cho các chị 5 đồng, nhưng ngoại trừ ra ba áo Thái Tuấn thì Ngọc mới cho trừ các chị 10 đồng. Thấy không? Toàn là trừ không mà đâu thấy cộng đâu, ngoại trừ các chị mua hai áo không có cái nào thì xin phụ Ngọc nha. Phụ Ngọc 5 đồng thôi, chứ còn gửi hai áo cũng là 11 12 đồng của Ngọc đó. Rồi, em này thì có 102 dài áo, thì có 128, ngực 98, eo 82, Ngọc bán 25 đồng thôi. Tại nó ngắn rồi các chị. Nó ngắn nữa, cái như là ở Việt Nam là vừa rồi á, đưa qua cho Ngọc một dàn này nè, mà hôm nay Ngọc mới lên được từ từ cho các chị. Đây là vải Thái Tuấn ha. Đó, rất là đẹp, mềm mại. Các chị mặc với quần tím, quần trắng, hả? Quần nào cũng được hết. Không quần nào cũng được, quần tím, quần trắng, quần đen. Đó, ba cái. Rồi, cái này Ngọc bán chỉ có 25 đồng thôi. Tại vì dài áo nó có chỉ 128 nha. Vải Thái Tuấn, cái này chỉ có một là 25 đồng thôi. Rồi, mấy cái lắc nhắc vậy đó. Rồi, bây giờ mình đi vào cái em này là 45 đồng một bộ, ngực 98, eo 82. 45 đồng một bộ, ngực 98, eo 82. Cái này là cái quần trơm phông hai lớp. Quần trơm phông hai lớp. Họ sẽ đi matching cùng với lại cái lót. Cái bộ này nè, nó matching với cái lót ha. Đó. Còn nếu các chị không, cái này Ngọc phải bán bộ là tại cái này quần hai lớp chứ không phải là quần lụa Mỹ. Quần lụa Mỹ thì Ngọc có thể Ngọc lấy ra cho các chị được, nhưng mà đây cái này là quần hai lớp châm phông á, mắc công Ngọc bỏ ra cái Ngọc mấy người khác hỏi Ngọc có giờ với Ngọc để cả một nùi đằng quá trời luôn về cái quần hai lớp này, thành ra giờ Ngọc cứ để vậy ha. Ưu tiên cho các chị lấy bộ giúp Ngọc nha, có 45 đồng bạc thôi, nó nặng chứ không phải đấy. Rồi đi vào Von ABC, 35 đồng một áo, 35 đồng một áo ha.
đây là cái phông dáng nha Ngọc, các chị lấy thử nha, mai mốt nha, Ngọc sẽ bán hết mấy cái này thì Ngọc sẽ order theo kiểu phông dáng của nhà Ngọc mà thôi, nhưng order chỉ mỗi một size chỉ có hai áo thôi đó, để Ngọc, nó mắc hơn 5 đồng thiệt, nhưng mà nói chung là đối với Ngọc thì Ngọc muốn là cho người Việt Nam họ họ sẽ kỹ hơn cho Ngọc và họ đo cho Ngọc luôn, chứ giờ qua đây từ sáng giờ Ngọc bỏ hết một tiếng hồ không bán hàng được gì hết, toàn là đo lại mấy cái này size 3S, Ngọc đo trở thành là size medium rồi trở thành XL rất là tùm lum luôn, thành ra là ngày từ sáng giờ Ngọc đo không à mấy cái áo này, những cái áo nào đúng chuẩn của size 2XL là vòng ngực là 98-100, vòng eo 82-84 của size 2XL thì Kim Ngọc sẽ để lại ha, để y chang vào trong size, còn không thôi là cứ xuống size đó các chị đó, cho nên đỡ khỏi mắc công các chị mà coi xong rồi không có đúng size đó. Đây là Von ABC, họ lót cái màu đen thì các chị mặc với quần đen, quần xám, quần xanh rêu, quần vàng. Đây, những Ngọc chỉ cho các chị để các chị có thể mặc được, nếu mình mua những cái áo khác nha, không phải cần mấy cái áo của Ngọc. Nhưng các chị mà mua những cái áo khác á thì dễ lắm, mình sẽ phối những cái quần mà những cái bông hoa trên cái áo để mình phối những cái quần mình có ha. Còn quần lụa Mỹ hay Thái Tuấn thì Ngọc bán 10 đồng một quần nhé, Ngọc bán 10 đồng một quần. Đó, cái đó thì Ngọc bán thêm cho các chị chứ không có lời lỗi trong cái đó đâu. Thành ra là thôi các chị cứ giúp dùng Ngọc ha. Quần thì Ngọc không có thể nào mà nói mua 10 quần, 20 quần là free cái này thì giảm cái kia. Dạ không đâu nha. Ngọc nói thật, quần thì Ngọc không thể bớt được đâu nha. Rồi. Trời ơi, có 10 đồng cái quần lụa Mỹ nha. Các chị nghĩ sao chị may nổi. Trời ơi, người ta bán 5-6 đồng toàn là lụa Nhật không ấy các chị. Cứ 35 đồng một áo, mua 3 áo thì là 100 đồng ha. 35 đồng một áo, mua 3 áo thì 100 đồng, Ngọc sẽ trừ 5 đồng cho các chị. Trừ 5 đồng cho các chị. Đây là Von ABC. Size 2X ha. Cái này vòng ngực của em này là 96L82. Size 2X. Von ABC thì trước sau đều có nha. Cái này không phải hàng in, cho nên là trước sau đều có hết. Đa số Ngọc in, Ngọc cũng in trước sau luôn á, chứ Ngọc không có in một mặt trên. Tiếp tục nha. Rồi. Cũng Von ABC. Ngực 100L84. Von ABC ngực 100L84. Cứ 3 áo là 100 đồng ha. Ngọc phi shipping các tiểu bang, mấy cái em này Ngọc không có may đấy nha các chị. Von ABC Ngọc sẽ không lên hàng Von ABC nữa. Ngọc chỉ tổng kết lại mà thôi, chứ Ngọc không đặt hàng Von ABC tại vì nó là 4 tà. Ngọc chỉ bán có 35 đồng thôi, cho nên là các chị mà lấy 2 áo là 75 đồng đấy nha. Phụ Ngọc 5 đồng ha. Rồi 3 áo thì Ngọc bớt cho các chị 5 đồng mà còn phi shipping các tiểu bang. Xui, đây là màu đỏ, tiếp tục ha. Von ABC Ngọc chỉ tổng kết lại thôi. Cái này đã về hàng trước rồi mà không có giờ để lên cho các chị. Bây giờ Ngọc lên, Ngọc tổng kết cho các chị. Mai mốt khi mà Ngọc lên hết một mớ hàng hết xong rồi đó, Ngọc sẽ tổng kết lại cho những cái gì còn. Nhưng cái số vẫn là như vậy, Ngọc sẽ tổng kết lại cho các chị theo kiểu đó. Nhưng bây giờ Ngọc còn nhiều cái mới đó, Ngọc phải lên những cái như vậy cho các chị coi. Rồi sau này khi mà hết rồi đó thì bắt đầu Ngọc mới trở lại còn được cái áo nào để cho các chị chốt. Nhưng mà bây giờ các chị ơi, đây là những cái mới ha, các chị chốt dùm Ngọc. Đó. Mua để dành thì các chị, Von ABC là nó làm cho nó là một cái dạng mà 4 tà, giống như Ngọc đang mặc đây 4 tà ha. Ngọc mặc đây 4 tà thì nó ăn gian được cái ly bụng và ăn gian được cái giống là cái eo út của mình ha. Rồi mặc thêm cái gen bụng nữa các chị, mặc áo dài mà thêm cái gen bụng nhẹ thôi. Thì Ngọc bán cái gen bụng thì Ngọc chỉ còn có ít thôi, khoảng chừng có mười mấy 20 cái thôi. Là Ngọc không còn size loss nữa, nhưng mà không còn size loss, còn mỗi cái size medium, còn vài, nói chung còn vài áo của cái gọi là cái gen bụng này. Thì các chị mà mặc chật á, nếu mà các chị lấy size 2X mà chật thì coi như là hết, tại vì Ngọc không còn cái size 3X. Còn nên các chị mà lấy size X loss thì có thể mình mặc hồi cái tự nhiên mình sẽ xuống size loss. Còn size 2X á, các chị làm sao phải ráng làm sao để, có nghĩa là mình phải mặc vô nhiều thì may ra nó mới xuống được cái size X loss. Thế mà Ngọc nói về cái size 2X ha. Giống như Ngọc á, Ngọc mặc size medium ha. Ngọc ghen bụng cả ngày luôn. Ghen men hết mà bây giờ nó xuống coi như là cái eo còn 66 thôi. Nó xuống á chị. Mặc rồi nó xuống nằm hay, tại vì cái quan trọng Ngọc mặc, Ngọc không nghĩ cái bụng Ngọc xuống vậy, tại Ngọc đâu có bôi keo, đâu có ăn đâu có bôi thuốc hoặc là ăn kiêng gì đâu. Ngọc chỉ nghĩ là để cho cái lưng của Ngọc nó bị đau, tại vì Ngọc bị chật hai đốt xương sống lưng. Cho nên vì như vậy nó nhức á, ngồi lâu nó nhức, Ngọc đã bị chật xương sống lưng, không phải gãy mà chật ở bên Việt Nam rồi. Cho nên là vì như vậy á nó nhức. Đến mùa lạnh nó nhức thì Ngọc chỉ nghĩ cái em cũng làm cho Ngọc đứng cái thẳng cái lưng, Ngọc không có đau lưng. Nhưng mà ai ngờ ra là cái eo nó xuống, cái chị mặc thấy nó rộng. Rồi nha, vẫn là Von ABC. Tiếp tục nha, Von ABC. Nó xuống nào cũng hay thế các chị ơi. Nhưng mà nói chung là Ngọc ăn thì cũng ít lắm. Một ngày Ngọc ăn có bữa tối à. Ngọc ăn ít lắm, hồi đó Ngọc có tiệm đồ cưới đó, Ngọc ăn không có được.
Ngọc Anh không có được, cho nên là vì như vậy hả, nó cũng theo cái đó. Một ngày Ngọc Anh có bữa tối Ngọc ăn rau với trái cây nhiều, buổi tối thì Ngọc ăn hay trái cây nhiều hơn. Đó. Ngọc ít ăn, nói chung là Ngọc thích ăn béo chứ không phải là Ngọc ăn giống người ta thịt nạc, kho thịt và phải kho thịt ba chỉ, trứng đàng hoàng chứ Ngọc không ăn cái thịt nạc. Đó, mà ăn ăn vậy đó, nhưng mà ăn rất ít, các chị thèm ăn ít thôi chứ không nhiều. À, mình rất là thèm nhưng mà ăn ít cũng phải có cái kiêng hả. 55 tuổi rồi mình cũng phải có cái kiêng đó chị, tại vì không ăn nó cũng nó cũng ra đủ size. Cho nên Ngọc sợ để Ngọc bán hết áo dài đó, bắt đầu Ngọc không còn bán áo dài nữa đó, thì may ra Ngọc ăn thoải mái, còn bây giờ giống như là bị cầm cố không dám ăn đó. Body PC nha, Body PC là Ngọc may tà rời đó nha các chị, 4 tà rời đó, Ngọc không may liền đâu, may 4 tà rời đi cho nó bung ra nhẹ nhàng hả. Đấy, châm phong nè, không phải tầm ý đâu, châm phong đó này, phong của anh ta phải phong nhà Ngọc đâu hả, phong ta mình phải chọn lựa phong các chị. Tiếp tục nha, đây là xanh coban, các chị đừng thấy nó nhiều bông nhiều vậy, tại Ngọc ấy vậy thôi, chứ khi mình mặc lên mình á là bông nó đều ra hết chứ nó không phải nằm ngang như vậy, mình thấy nó nhiều. Các chị lấy thử những cái von ABC này đi ha, rồi bắt đầu mình về mình sẽ biết được rằng là những cái áo Ngọc bán nó có độ mịn màng của nó nha, nó không có ngang xè đâu, họ may đúng là vải xuôi đàng hoàng, von ABC họ may vải xuôi đàng hoàng, nó rũ như vậy nha, không có ngang xè. Cái nào nó dở thì Ngọc nói với các chị ngay lập tức, không bao giờ. Các chị mà đã ai đã mặc von ABC rồi sẽ rất thích. Ngực 182 có cổ này, cổ này cổ truyền thống nha, cổ chỉ có 3 cm, cổ truyền thống, cổ bình thường giống như Ngọc đang mặc, cổ bình thường nha, không phải cổ 5 cm đâu nhá. Rồi đằng trước đằng sau đều có ha, von ABC. Rồi mình đi vào von Hàn nha, 30 đồng một áo. Von Hàn 30 đồng một áo. Von Hàn thì cái độ nó mắc hơn cái em von ABC một chút, nhưng mà nó tại vì nó dễ bị rạn xước đó các chị, nó dễ bị rạn kim á, cho nên là vì như vậy Ngọc không có đặt mấy cái em Hàn này nữa, chứ thật sự cái em Hàn này nó lại mắc hơn cái em von ABC, nhưng mà Ngọc không đặt nữa, tại vì họ may họ phải đổi kim, họ cực quá đó, họ không làm cho Ngọc, tại họ phải tăng giá thì họ mới ấy, thì nó rốt cuộc cái mình cảm thấy giống như cái gì cũng tăng chút rồi, mình nói nhiều khi khách không có hiểu, cứ tưởng chắc Ngọc ăn lời thêm, cho nên Ngọc không bao giờ Ngọc đặt von Hàn nữa nha. Không có von Hàn mà cũng không có von ABC nữa nha các chị, Ngọc tạm ngưng. Mà vừa rồi họ gửi cho Ngọc á, von ABC rất đẹp mà Ngọc ngán quá, Ngọc sợ quá đó, tại giá Ngọc bán có 35 đồng mà, cho nên Ngọc không dám, tại vì Ngọc mua cái này cả cây đó Ngọc mới may được đó các chị, mới may được cái giá này đó, chứ các chị mua vài áo không có cái giá nào đâu. Cho nên những nơi khác mà người ta mặc giống như mà thật sự mà vải von Hàn hoặc von ABC và đúng hãng á, von ABC như Ngọc mua cả cây á, mà người ta bán 50 hay 55 rồi, các chị đừng có nói, tại vì người ta mua ít thì cái giá đó nó cũng đúng đó, giống như sau này Ngọc mua ít cũng phải mắc thôi ha. Cái đó là mình nói sự thật sự chứ không phải là các chị nó bán mắc đâu, tại mua ít đó, nó sẽ mắc như vậy đó nha, tại vì Ngọc mua cây thì các chị đang tận dụng được cái cây này thì Ngọc bán thôi, nhưng mà tại vì cái tay của Ngọc đâu đó, Ngọc không còn bán được theo kiểu giống nặng như vậy nữa, cho nên Ngọc mới ngưng cườm, không đặt, Ngọc không đặt cườm và cũng không đặt bấm von ABC đó, Ngọc tạm thời Ngọc làm cái gì nhẹ thôi. Đó, nha. Đây là von Hàn, vẫn tiếp tục nha. Đây là những cái von Hàn cứ 30 đồng một áo nha, giúp Ngọc ha. Mua 3 áo thì Ngọc bớt 5 đồng và Ngọc phi shipping các tiểu bang. Von Hàn nha, đây là von Hàn. Ruốc, bên trong ruốc rồi. Nói chung là nó phối đủ màu hết. Đây là màu có cổ và cổ kiềng. Cái này vòng ngực 184. Không nhà Ngọc nè. Ngực 184. Ngọc đo hết rồi, các chị yên tâm, đây là những cái size true X. Cứ ngực 98 đến 90 từ cái nào mà nó xuống á, thì bắt đầu đi vào cái form của người ta. Ngọc sẽ nói cho các chị, đây là form nhà Ngọc. Form nhà Ngọc thì sao? Thì vòng ngực trên, bắp tay và cái vòng nách thì nó sẽ vừa fit với cái size của mình. Còn form của người ta thì nó sẽ chật cái nách giống như Ngọc đây. À, đây là size của họ, là size medium của họ, mà nó chật với vòng nách của Ngọc. À, đó, rất là chật cái vòng nách của Ngọc, nó chật lắm. Đó, size medium của họ đó mà nó chật như vậy đó. Thành ra là nó khác với lại những cái size của Ngọc ha. À, mặc chút thì được chứ mà mặc nhiều quá thì nó mệt. Bắt đầu mình cảm thấy giống như mình khó chịu á các chị. Mặc chật quá nó khó chịu. Rồi, tiếp tục von Hàn ha. Nó nhiều quá. Ngực 184, đây là von Hàn ha. 300 đồng một áo. Đi vào vải Thái Tuấn. Vải Thái Tuấn 3D in trên vải Thái Tuấn này, Ngọc mua cây vải Thái Tuấn rồi Ngọc in trên cái mẫu mã Ngọc chọn,
Đây là những cái này là các chị lấy đi sau này á hả, Ngọc đặt sẽ không ở cái giá này đâu. Ngọc đặt sau này á hả, và nó mẫu mã thì nhiều, nếu mà đặt trên vải Ngọc lúc nào cũng sẽ đặt những cái mẫu mã theo kiểu vải Thế Tuấn, mà trên 3D in trên vải Thế Tuấn, nhưng mà cái này Ngọc mua cây ha, cho nên mới là các chị lấy ba áo thì chỉ có 80 đồng thôi, mà Ngọc free shipping các tiểu bang Ngọc gửi cho các chị hết 18 đồng nữa, cho nên tính ra Ngọc muốn bán đi để Ngọc không có về mấy cái em này, cho nên Ngọc mới bán cho các chị nhá. Rồi ngực 98 eo 82 cứ ba áo là 80 đồng nha. Đây là những cái ba áo 80 đồng, Ngọc nói đây là những cái vải em này đây nè. Đó, Thái Tuấn nè. Cứ ba áo còn có 80 thôi. Thái Tuấn nha, Ngọc mua cây, Ngọc in đó các chị. Form nhà Ngọc ha. Ngực 99 eo 83. Ngực 99 eo 83. Các chị biết sao, nhiều khi á hả Ngọc đặt á, nhiều khi các chị may mà chừa bên trong vải nhiều đó thì nó sẽ làm cho cái áo của mình nó hơi chật, các chị nói ra. Còn họ may mà chừa bên trong ít thì nó sẽ rộng hơn, các chị thâu vô. Đó. Nhưng mà cái vòng nách và vòng ngực trên vẫn là như vậy. Chỉ có chút xíu ngực dưới đây. And cái eo ha. Ngực 98 eo 82. Xanh ngọc. Nhìn vậy chứ nó mặc vô người mình nó không có nhiều bông như vậy đâu các chị. Mặc vô nó khác lắm đó ha, mặc vô cái nó vô hết góc cạnh này góc cạnh kia rồi. Chụp ra mình phải dán cho các chị biết là tà A chứ không phải là cái tà nhỏ xíu. Cho nên đây là cái này là tà nhỏ này các chị. Đây là cái hàng cũ trước nè, tà nhỏ này nha. Đó, chứ không phải tà A nha, đây phải tà A đâu, tà nhỏ đó. Nhưng mà Ngọc không có bán mấy cái này. Ngọc không, mà Ngọc về hồi trước rồi ha, Ngọc về đợt trước, đây là những cái mẫu mà người ta đưa qua cho mình đó để xem Ngọc đặt hay không á, nhưng mà Ngọc không đặt cái tà này. À, Ngọc không bán mấy cái em này, cho nên nó hồi đó là Ngọc lấy cái này để Ngọc kết á, để Ngọc đặt riêng cho các cô dâu á, đám hỏi á, với các người làm MC. Nhưng mà rồi một khoảng thời gian rồi, đã về một khoảng thời gian rồi, đây là cái hàng mà giống như hàng mẫu, nhưng mà Ngọc không có thích, Ngọc không có đặt được cái giống như là cái mẫu mã này á, nên Ngọc không còn đặt nữa, là bởi vì nó đã qua đợt rồi nhá, nó qua đợt rồi Ngọc không trở lại. Đó, cho nên Ngọc muốn mặc cho các chị biết là tiệm Ngọc rất là nhiều, phải nói 5 năm nay rồi nhiều lắm. Các chị gửi hình cho Ngọc sao không bán thì sao không bán kia, Ngọc mặc cho các chị coi Ngọc bán nhiều lắm. Tại các chị mới á, không biết là Ngọc bán, nhưng Ngọc bán không có hàng nào mà không có đó. Hàng nào thấy Tuấn, hàng nào mà kết cửa mất cứ kính thư các loại Ngọc có hết. Ren cửa mất cứ cái nào Ngọc có hết, Ngọc bán từ đời nào rồi. Cho nên là các chị không biết có nghĩ rằng là Ngọc không có bán hay bán có loại, và không đâu, Ngọc bán nhiều lắm. Nhưng mà bởi vì những cái nào mà nó lỗ quá Ngọc không bán nữa thôi. Ha, những cái kết này nó rất là kỳ công. Làm theo ý của Ngọc, làm theo ý của mình, mà bây giờ đây là 3D mà mình bán có 45 đồng 50. Nó vẫn có lỗ, cho nên Ngọc không làm nữa. Tại vì Ngọc sợ á, Ngọc sợ Ngọc mà bán mà 60 mất công là mấy chị nó nhỏ này ăn lời quá, thôi khỏi bán. Cho nên đưa mẫu qua Ngọc ôm hết. Size small hay size medium Ngọc sửa hết, size lớn cũng lấy luôn rồi, tại sao lại Ngọc sửa? Tại Ngọc không có bán á. Cái mẫu á, nhiều mẫu lắm, họ đưa cho Ngọc rất là nhiều mẫu, đây là những cái mẫu Ngọc lấy lại hết là vậy đó. Tại Ngọc không có bán. Thấy tính ra lỗ quá. Ngọc bán rẻ để cho nói mà lời được bao nhiêu đâu, đặt ít quá người ta không làm. Mà đặt nhiều thì mình lỗ nên nói Ngọc không làm nữa. Sự thật Ngọc nói thiệt là vậy, các chị thương thông cảm. Cho nên cái nào mà có cường Ngọc nói Ngọc về các chị lấy đi để dành đi. Thiệt sự Ngọc có bán mấy cái đó nữa ha. Rồi ngực 98 eo 85. Ngực 98 eo 85. Thái Tuấn luôn nha. Đây là Thái Tuấn trước sau đều có nha các chị. Đây là trước sau đều có đó. Nha, cứ ba ba áo thì 80. Ba áo 80 nha. Rồi ngực 98 eo 84. Ngực 98 eo 84 các chị coi thử giùm em coi ha. Đây là tay lỡ dài. Tay lỡ nha, không phải tay dài. Ngọc đo đó các chị, những cái áo mà không nó rơi vào những cái mà giống như mình thấy nó không có đúng theo cái size của mình á thì Ngọc sẽ đo, còn cái nào bình thường thì Von ABC nó có độ co giãn thì Ngọc không cần phải đo nhiều. Cái này cũng có độ co giãn luôn nha, ngực 98 đến 100 eo 85. Cái này đều có độ co giãn đó các chị, màu hồng rất đẹp ha. À, màu hồng đẹp nè. Màu hồng này đẹp ngọt ngọt ngào nè, vải Thái Tuấn nha. À, cứ lấy ba áo thì là 80. Rồi, ngực 98 eo 84. Đó. Ngọc thâu xong một cái video ngày hôm nay là Ngọc phải đi tới cộng đồng có tổ chức cho các ca đoàn, có 6 ca đoàn của cộng đồng ở San Diego này hát cho nhau nghe. Các chị ca viên hát. Cho nên vì như vậy Ngọc là thủ quỹ của cộng đồng, cho nên Ngọc phải đi để mà ủng hộ tinh thần, chứ không Ngọc có hát. Ngọc chỉ hát không hát, cái thấy cái giọng Ngọc hôm nay nó tàn còn hơn chữ tàn nữa, đâu có hát được. Hát không à. Ngực 184. Cái này đẹp lắm á các chị. Mấy cái này Ngọc giữ này, cái này Ngọc cũng có giữ rồi, bữa Ngọc có mặc cái áo này rồi. Mà size medium hình như không còn.
Mấy chị hỏi Ngọc bán cái gì nữa? Dạ vâng, để từ từ em tính. Em sẽ đi vào cái phong dáng nhà Ngọc, nhưng Ngọc bán những cái đặc biệt special. Đó, Ngọc bán sẽ đặc biệt. Các chị mà đã quen Ngọc rồi á, đã biết Ngọc rồi ha, vốn Ngọc order những cái đẹp cho mà mặc, không có đụng hàng. Thêm mắc có nợ này 50 đồng nữa thôi mà mình không có đụng hàng với ai hết. Ngọc sẽ may theo kiểu vậy đó, chỉ cần 10 áo thôi cũng được nữa ha. Đó, mình share với nhau, ví dụ mỗi cái mà họ tính mà thêm 5 đồng thì Ngọc share ra cái mỗi áo thêm đồng nữa thôi hả. Thì đó, cho nên Ngọc tính theo kiểu vậy. Bây giờ không có còn nhiều về nhiều như mấy cái này. Nhưng mà cái này phải nói là một trong những cái mà lần đầu tiên Ngọc đặt theo kiểu một số lượng 600 áo. Phải nói là như vậy, tại vì Ngọc thấy cái giá họ đưa ra mình cũng thấy good. Các chị biết không? À, cho mọi người đều có thể mặc được cái áo phong dáng nhà Ngọc mà chỉ có 30 đồng áo. Chị Ngọc mới liều lĩnh Ngọc đặt cả một cây như vậy ha. Hồi đó là về hàng liên tục đó các chị, về hàng phải nói liên tục. Bây giờ Ngọc mới tạm thời Ngọc ngưng, Ngọc ngưng để Ngọc tổng kết lại để Ngọc sắp xếp lại nhà Ngọc thôi. Với lại cái cánh tay Ngọc á là nó bị đau. Ngọc không biết đâu, Ngọc thấy không biết là như lý do gì mà chị đau cái bả vai này. Thì nói chung là nó đau tối là đau nhất, và nó buổi tối đau nhất. Ban ngày mình làm quên đó các chị, ban ngày buôn bán là mình quên đi á, mình hang tới hay là mình quên đến bên bắt đầu tối á, sau khi ăn cơm xong là bắt đầu Ngọc mới thấy là tại sao mình lại nhức đến cỡ vậy. Rồi dán keo mới ngủ được đó chị, đêm nhức lắm á. Nó giống như nó sái, nó vừa sái tay mà nó vừa nhức cái chị, nó vừa sái tay nữa chứ không phải là nó chỉ nhức không nha. Cái tay của em nó lạ lắm, em cảm thấy giống như là nó cái sớ của, cái sái của mình nó không có đúng cái thế đó, là nó cũng đau nữa. Người ta thường đau nhức bên trong thì cái sái tay nó đâu có bị ảnh hưởng, mà Ngọc cũng bị ảnh hưởng. Cho nên Ngọc nghĩ hay là Ngọc với á, nó bị trật cái khớp rồi cho nên nó mới đau hoài vậy. Chứ còn không hiểu. Mà bị 3 tháng nay rồi đó các chị, 3 tháng rồi đó. Vẫn là vải Thế Tuấn nha, cứ 30 đồng một áo. Các chị cứ việc coi giúp Ngọc ha, mỗi cái đều có một cái mã số của nó. Nếu những cái áo này mà các chị nó có độ co giãn nha, mịn màng, các chị không cần phải ủi đâu. Đây là những cái áo này không cần phải ủi miệt mài đâu, mà không có thuốc tẩy nha, đừng có bỏ thuốc tẩy vô. Nếu những cái áo mà có những cái chấm dơ, chấm mực hay chấm gì, các chị lấy cái gọi là cái gì ta, người ta gọi là cục xà bông cục. Ngọc phát hiện ra hồi xưa Ngọc có tiệm đồ cưới đó, cái áo cô dâu nó dơ như ma, giống như là cà lết đó. Đó, bắt đầu cái là nó dính sình dính mưa tùm lum hết. Về cái mình rủ ra bắt đầu cái hả cho thuốc tẩy vô thì hư áo. Cho nên á là có một lần á Ngọc coi như là chưa không không có kịp để mua xà bông, thường ta nói xà bông bột đó là tốt nhất ha. Ngọc không kịp mua xà bông bột của mình bên Mỹ mình á, Ngọc lấy xà bông cục. Ngọc chà một phát đi hết các chị. Cho nên những cái mực, những cái chấm đen hay những cái gì đó, các chị cứ lấy cái gọi là cái xà bông cục nha. Xà bông cục rồi mình xoa vô, rồi các chị vắt một chút xíu, giống như một chút xíu chanh. Còn nếu không thì nếu gọi cái nào mà nặng lắm á, thì các chị mới cho một chấm thuốc tẩy thôi. Còn nếu không các chị chỉ dùng nó với lại cơm nguội cũng được ha. Hoặc là các chị dùng xà bông giặt đồ, xin lỗi, xà bông rửa chén của mình đó. Nếu mà gặp dầu ha, thì các chị dùng cái xà bông rửa chén của mình cùng với lại cái cơm nguội ha, cơm nguội đó là mình xà, mình trà khô nha, để cái áo khô mình trà cái chỗ vòng đó mà thôi. Hoặc là những cái kết cườm mà giống như người ta ngưng, người ta không có kết nữa đó, thì các chị cũng lấy xà bông cục, các chị trà vào đó rồi các chị vo nó cũng ra nhá. Đó là những cái nhẹ, còn lỗi nặng thì đôi khi có người người ta chỉ là dùng cái nước hoa gì xịt vô đó. Thì Ngọc thấy bên Việt Nam họ họ cũng có làm cái đó, bên Việt Nam họ làm cái đó, họ cũng biết xịt vô rồi mình giặt đi là bình thường ha, nguyễn ra thôi phải không. Tiếp tục nhá, đây là màu này của các người trẻ trẻ nè, đơn giản nè, đó màu hồng là rất là ngọt ngào nhẹ nhàng đó. Rồi Ngọc tổng kết nha, đây là những cái áo mà cứ ba áo thì 80, hai áo thì phụ Ngọc 5 đồng. Cổ mềm mại nha, cổ không phải mềm mại theo kiểu giống như là dẻo đâu, nó cũng có phải có chút xíu để nó đứng cái cổ của áo chứ phải không, áo dài đứng cổ áo, nhưng mà đây là cổ truyền thống nha, cổ truyền thống đi một piece nè. Tháng 9, tháng 10 các chị mặc mấy cái này nè, tháng 9, 10, 11 nè. Đó, rất là đẹp. Mùa này mặc thì khỏi nói rồi, mùa phục sinh đã ha. Mình mặc cái gì cũng được hết, đã ha. À, hôm nay bước vào tuần thứ tư phục sinh rồi. Tuần thứ tư. Rồi, cổ kiềng và có cổ. Rồi, đó là những cái áo mà cứ ba áo thì sẽ là 80 đồng và Ngọc Phi shipping các tiểu bang ha. Rồi, bây giờ Ngọc đi vào cái size. Hình như còn không? Ồ, còn nữa. Thôi cái này cũng tính nhận luôn đi. Dạ, rồi. Nó vẫn là vải Thái Tuấn nha. Ngực 99 eo 83. Ngực 99 eo 83. Màu xanh này bắt đầu đi vào cái phụ mùa vào thường niên là các chị tìm nó không ra đâu. Ngực 99 eo 83. Vẫn là 30 đồng nha các chị. Cứ lấy ba áo hoặc bớt cho các chị. Rồi. Ngực 98 eo 82. Ngực 98 eo 82. Đây vẫn là vải Thái Tuấn nha. Vải Thái Tuấn. Cứ ba áo
thì Ngọc còn các chị không thích mấy cái em đá này thì Ngọc gỡ cho các chị, hay là các chị về nhà gỡ ra, đây là người ta dạ, kết bằng tay, người ta không có dán keo nên mình gỡ được ha. Những cái áo kết cườm như Ngọc như vậy mà người ta còn gỡ được, huống chi là những cái áo này. Ngực 98 eo 82. Ngực 98 eo 82. Cứ ba áo là còn 80 ha. Ngọc Phi sẽ bên các tiểu ban cho các chị. Ngực 98 eo 82. Bông cúc nha. Ngực 97 eo 82. Cái này có độ co giãn thì chính Ngọc nói đo như vậy thôi, nhưng mà nếu các chị nó 98 mặc được không nó giờ mặc được. Tại vì cái này có độ co giãn các chị. Ngọc đo như vậy thôi chứ Ngọc không kéo căng đâu nha. Còn cái nào Ngọc nói 98 100 là nghĩa là sao? Có nghĩa là cái ngực 98 thì nếu mà các chị mà ngực 100 mặc được không giờ được, tại vì Ngọc đo từ 98 đến 100 ha. Nhưng 102 thì không nha. Rồi. Ngực 96 eo 82. Cúc này cúc lớn nè. Cúc lớn cúc nhỏ mới ghê chứ. Cúc người ta khác nhau hoàn toàn, cái cúc lớn cúc nhỏ. Làm hoa mà nói theo kiểu đó thì chết rồi các chị ha. Pom pom hả? Con gái Ngọc nó cái chọc. Nó nói pom pom. Ngực 98 eo 82. Ngực 98 eo 82. Tết thì các chị mặc cái này là vui xuân nè. Cái này là không cần phải nói gì hết, người ta nhìn vô mình tới mấy mùa xuân. Hoa nhí đó. Màu xanh luôn nha. Ngực 98 eo 82, đây là những áo lẻ nha các chị. Mình có những quần vàng, quần xanh, còn gì các chị mà cần phối quần gì đó thì mình xem nhà mình có cái gì rồi thì Ngọc sẽ gửi cái bảng màu của cái quần á rồi các chị chọn ha. Rồi mình đi vào đó là xong tất cả những cái em Thái Tuấn, GD Engine và Thái Tuấn. Bây giờ Ngọc qua Hồng Kông nha. Lụa Hồng Kông, cái này cũng 3 triệu đồng một áo, các chị lấy 3 áo thì Ngọc bớt 5 đồng nha. Lụa Hồng Kông thì khác với lại Thái Tuấn. Đây là cái này thì Ngọc cũng mua theo dạng cây đó các chị. Thì mình mới có ha, nhưng mà lụa Hồng Kông không, Ngọc không có order lụa Hồng Kông chứ các chị, chờ lâu lắm á. 3 tháng nó mới về cho nên Ngọc không có order em Hồng Kông này, nó lâu quá. Ngọc quên luôn cả cái mẫu luôn. Ngực 184. Đây là lụa Hồng Kông, ngực 184. Các chị mặc những cái em vải lụa Hồng Kông này là sẽ thấy nó nhẹ nhàng hơn, nó dày dặn hơn Latin, hơn lụa Latin, nhưng mà nó mềm mại hơn cái em lụa Pháp, nhưng mà nó rất là mịn màng, nhất là trong mùa hè này các chị mặc nó sẽ thích nó ha. Đây là vải lụa Hồng Kông, 3 triệu đồng một áo, các chị lấy 3 áo thì Ngọc bớt 5 đồng. Ngực 100, ngực eo 86, ngực 100 eo 86. Những em lụa Hồng Kông này thì hầu như nó không có độ co giãn mà nó chỉ có 1 cm cự ly, có nghĩa là vẫn có một cự ly 101 cm mà thôi nha các chị, nó không có độ co giãn giống như em vải Thái Tuấn này đâu nha, cho nên Ngọc đo như vậy các chị đừng có trừ heo nữa nha. Rồi nhỏ hơn các chị dụng ngực 98 lấy được, tuy rằng nếu mà đo 100 ngực 98 thì tại vì cái lụa Hồng Kông nó không có độ co giãn, nó hơi rộng chút xíu, các chị mặc phút sắp cái áo ngực lên ha. Còn nếu mà nó có hơi chật thì các chị nếu không biết nới ra thì có thể mình thay cái áo ngực cho nó mỏng ra ha, để mình có thể làm được. Dạ. Rồi ngực 100 eo 84. Đây là vẫn tiếp tục vải lụa Hồng Kông. 3 áo thì Ngọc bớt cho các chị 5 đồng, mà các chị nói bây giờ tôi mua 6 áo thì sao? Dạ vâng, 6 áo thì là 10 đồng. Cứ 3 áo Ngọc trừ cho các chị nhá. Nhưng mà còn các chị mà mua 5 áo thì cái kia vẫn là 60 đồng. Đó thì cố tình là mình bán để cho các chị mua để làm quà đó. Ha, sắp sửa tới mình có những cái món quà mình tặng cho nhau thì lấy đền những cái dịp mà Ngọc bán cho vậy cho các chị mua nhá. Đã gửi bớt mà còn free shipping nữa ha. Ngọc nghĩ chắc có mình Ngọc à. Ngực 100 eo 84. Không phải lời đến cỡ vậy Ngọc bớt đâu, Ngọc muốn bán đi để cho ngon như là Ngọc ngưng á. Ngọc không có bán áo dài theo kiểu vầy đấy các chị. Đó, cho nên là mới bán đại dày cho các chị đó. Ngực 100 eo 83. Những nơi khác người ta có bán mắc hơn, các chị đừng nói mắc hơn là bởi vì thực sự ra nó khác, Ngọc đã nói rồi đó. Mỗi người đều có một cái duyên bán hàng, không phải áo dài mà cũng rẻ lắm các chị ơi, không có thể nào mà mình muốn nói giá nào mình nói đâu ha. Nhưng mà tại vì mình có cái duyên với nhau, tin tưởng ở nhau thì mới dám mua áo dài trên online, chứ nếu không người ta sợ lắm. Ngọc bị lừa hoài rồi ha, khoảng thời gian Ngọc là người mê áo dài mà biết bao nhiêu Ngọc mua bên Oklahoma, biết bao nhiêu tiền. Cứ một tuần là 500, 700, 500, 700, hai tuần là cái nhiều khi 500, 700, cứ quậy hoài các chị mà nó không ngưng, nó mê đó, không ngưng. Cho nên Ngọc mới đi vào Ngọc bán áo dài, tại Ngọc thấy giống như là mình đáng nhẽ nếu mà chỉ bán á mà nó đẹp như vậy nè, không chỉnh sửa gì, không cho đổi trả như vậy nè, nó đẹp như vậy nè, nó chật rộng gì đó là kệ Ngọc, tại Ngọc quyết định Ngọc mua. Nhưng mà đằng này không các chị ơi, về là cái áo nhận lại hả, người ta sửa từ luôn hết luôn, cắt ngắn rồi sửa từ luôn, cái nào cắt ngắn thợ bên Việt Nam cắt ngắn là Ngọc nói cắt ngắn, chứ còn ngoài ra là vấn đề không bao giờ mà tự nhiên Ngọc lại đi đi
đi nói là cái này là giống như là mình cho người ta đổi trả, người ta mặc xong đổi trả cái đó, người đó là người ta tội, người ta lỗi với mình, nên thì đâu có ai làm kiểu đó các chị. Nhưng mà tại vì cái điều kiện của chị đó là cho đổi trả, nhưng mà ai ngờ ra những mình không ngờ lại có người lại đổi đổi trả mà lại cắt xong đi đi lưu diễn xong rồi cắt xong trả cho người ta, nó tội ha, đâu có đáng bao nhiêu ha các chị. Cho nên Ngọc không cho đổi trả như vậy đó. Tuy rằng các chị không có vấn đề đó nhưng mà mình cũng phải có những cái trăm ngàn người mà các chị ha, nên mình không biết được, nhiều khi đó là cái tính thích phá vậy đó. Thích phá như người bán như tụi em vậy đó. Chắc hồi học hồi đi học chắc phá lắm, Ngọc phá dữ lắm không hiểu sao. Giờ đứng báo dài mới ghê chứ. Ngược 184. Hồi Ngọc là học sinh hả? Phá lắm á, học sinh cấp 3 phá lắm á nha các chị. Đóng kịch đóng gì là tám đứa con gái và anh trai không á, Ngọc đóng thành vai ác không á, tấm kém vai tấm kém, Ngọc nhớ Ngọc toàn vai vai ác không à. Mặc vậy mà tối ngày đóng vai ác mới ghê chứ. Ngược 184 vẫn tiếp tục ha. Đây là vẫn là lụa Hồng Kông nha, 3 triệu đồng một áo. Lụa Hồng Kông 3 triệu đồng một áo, Ngọc đã đo rồi nha các chị. Lụa Hồng Kông các chị cứ lấy 3 áo thì Ngọc bớt 5 đồng, 6 áo là bớt 10 đồng đó nhá. Còn lấy 2 áo thì phụ Ngọc 5 đồng, tất cả những cái áo Ngọc nói ha, 2 áo thì cứ phụ Ngọc 5 đồng. Các chị mà lấy chỉ có 60 đồng làm ơn phụ Ngọc 5 đồng nha, đừng có gieo vem mồi cho Ngọc 60, Ngọc không gửi hàng đâu. Tại vì Ngọc gửi không là 12 đồng của Ngọc rồi, Ngọc không có bán cái áo nào mà 20 đồng nữa nha. Cái này còn không đủ cái 10 tiền Việt Nam gửi qua đây cho Ngọc đó, thì nói chuyện mà tiền mà Ngọc gửi đi cho các chị. Cho nên các chị mà 2 áo mà các chị không có phụ Ngọc 5 đồng, Ngọc không có gửi hàng đâu nha. Ngọc nói cho các chị thương giúp Ngọc chứ Ngọc lỗ quá không thể gửi được, thà là các chị Ngọc được trả tiền cho các chị chứ Ngọc không có không không có gửi hàng, Ngọc sẽ gieo lại tiền lại trả cho các chị chứ Ngọc không có gửi theo kiểu đó. Có những cái gì Ngọc gửi được Ngọc sẽ gửi, nhưng mà có những cái Ngọc không thể gửi được Ngọc sẽ trả tiền lại cho các chị nha. Ngọc nói trước cho các chị biết là như vậy đó, không đáng gì cả. Nếu mà nó lỗ quá rồi đó thì Ngọc bị la đó, thì Ngọc sẽ trả tiền lại cho các chị. Nếu các chị nói tôi không thích nữa, tôi tự 60 tôi mua, thì Ngọc xin trả tiền lại nha. Cho nên các chị phải trước khi Ngọc say yes các chị mới hẳn giao tiền cho Ngọc nha, vậy cho nó dễ. Nhiều khi Ngọc chưa kịp say yes vậy, chưa kịp lấy áo các chị giao tiền, Ngọc đâu có áo đâu, nó đâm ra nó làm cho Ngọc cảm thấy khó khăn. Tại vì ai trước là trước, chứ bây giờ Ngọc thấy có một số chị giao tiền cho Ngọc trước mà trong khi Ngọc chưa lấy áo rồi, không biết Ngọc trời ơi cái này Ngọc chưa có áo mà làm sao, rốt cuộc cái Ngọc rất là buồn. Vậy bởi vì tại vì các chị ơi làm cho các chị buồn, Ngọc buồn hơn không có áo cho các chị. Mỗi cái con cái à, các chị đừng có trả tiền trước kiểu đó, tại vì Ngọc không thể ưu tiên cho các chị mà giao kiểu đó đâu. Ngọc chưa lấy cho các chị mà các chị giao làm sao Ngọc biết được ha. Thành ra là từ từ nha các chị. Nhưng mà các chị nào mà Ngọc đang giữ tiền á thì cái đó thật sự là Ngọc phải lấy tiền lấy áo trước thiệt. Tại Ngọc đang nợ người ta. Ngọc đang nợ đó. Các chị mà giao cho Ngọc, ví dụ như vào đợt vừa rồi các chị giao Ngọc 200 mà mua mới được có 120 còn 80 Ngọc phải lấy cho cái người đó trước. Để cho nó hết nợ các chị. Chứ bây giờ là các chị Ngọc giữ tiền Ngọc sợ lắm, cho nên Ngọc phải lấy ưu tiên cho các chị mà giữ tiền. Đôi khi các chị mà nói ờ Ngọc đang giữ bao nhiêu tiền đó, các chị cứ nhắn với Ngọc, Ngọc sẽ ưu tiên cho các chị đó. Ngọc không có muốn nợ đằng ngày mà các chị giống như Ngọc không có áo đó ha. Ngực 186 đó, cho nên Ngọc thật sự Ngọc sẽ ưu tiên cho các chị mà Ngọc đang giữ tiền của các chị trong mã số của các chị. Cho nên mỗi một chị người nào đang giữ tiền có mã số của mình đừng cho người khác biết nha, Ngọc sẽ lấy cái số tiền đó Ngọc trừ đó. Cho nên nó hả là nếu mà các chị mà mua dùm cho ai các chị nói không có muốn trừ á để cho người đó trả tiền thì cái đó Ngọc nói với chị Ngọc nha, là cái tiền trong sổ các chị vẫn y nguyên vậy, một cái người đó họ sẽ trả tiền thì ok à, không sao hết. Còn nếu các chị mà muốn lấy cái số tiền trong cái mã số của các chị á, giống như cái bank credit card gì đó, mà nếu mà như vậy thì cho Ngọc biết nha, chứ Ngọc giữ tiền mà các chị không có nói Ngọc không có nói là đừng có trừ là Ngọc trừ đó nha, chứ trừ cho nó hết nợ đó mà. Ngược 104 eo 84, đây là nụ tầm sưng 3 triệu đồng một áo nha, cứ 3 áo thì Ngọc bớt 5 đồng cho các chị. Nụ tầm sưng em màu vàng này cũng đẹp này các chị, có hai cái này là gọi đỏ đô đấy nha, đây là đỏ đô đó, một cái là đỏ đô nè, phải đỏ tươi nha. Ngược 104 eo 84 cái này là em đỏ đô, còn em này em vàng anh nha, vàng hoàng hậu đó các chị nha, đây là vàng hoàng hậu đó. Ngực 100 eo 86 á, cái này chiều dài nó ngắn lắm nha các chị, đừng có lấy cái ai mà chiều dài 142 hay 40 142 40 thì đừng lấy cái áo này, Ngọc nghĩ cái này khoảng chừng 139 là cùng mà nha. Đó mấy cái này nó ngắn này các chị đừng có lấy, ai mà chiều dài 142 đừng lấy, đừng chốt mấy cái áo này. Ngọc thấy nó ngắn nè. À, có chừng là chừng 139 38 là cùng nha các chị, đừng đừng có lấy ai mà 142 đừng lấy. Hoặc là muốn mặc cộc cộc á thì cũng được hả? Đây cái áo này Ngọc cắt cộc nè để Ngọc mặc với quần cộc á. Rồi tiếp tục đi vào cái von tầm sọc. Von tầm sọc nha. Von tầm sọc bộ là ngực 100 eo 84 45 đồng một bộ. Tầm sọc nha các chị. Đây là xanh đen.
họ lót là lụa Mỹ, họ không có lót châm phông, đây là lụa Mỹ nha. Đó, 45 đồng một bộ, quần là quần lụa Mỹ nha, họ lót lụa Mỹ chứ họ không lót châm phông. Tầm sọc, von tầm sọc, 4 tà, 45 đồng bộ. Đây là mẫu nha, hàng mẫu chứ bạn Ngọc đặt đâu. Cái này đây những cái hàng mẫu đó họ đưa qua chứ Ngọc không có đặt mấy cái em này. Rồi, ngực 98 eo 82, châm phông bộ 45 đồng bộ. Châm phông đây là quần hai lớp. Đây là quần hai lớp nha, áo 4 tà quần hai lớp châm phông ngực 98 eo 82 bộ. Những cái màu này đẹp lắm, màu này nâu nâu nhu nhu rất là nhu, tuy đằng bông vậy nhưng mà ra ngoài nó nhu hơn. Ngọc chụp hình nó hơi nổi ha, nhưng mà khi về nhà các chị sẽ coi đó, nó nhu. Có nhiều chị nói ra nhìn trên live nó không đẹp mà ở ngoài phải nói là tuyệt vời. Có những chị thì mình tưởng tượng ra cái phone của các chị không biết sao tưởng tượng ra nó rực rỡ quá, đến khi về nhà nó không rực rỡ lại buồn. Đó, đó là những cái nhiều khi trên live mình phải chịu những cái vấn đề đó đó các chị. Ngọc không dám nói rằng cái gì 100% tại vì cell phone của mình nữa ha. Rồi cái đèn của Ngọc là cái đèn vớ vẩn chứ đâu phải professional của anh ta mà làm đâu. Đó, thành ra nó cũng khó ha. Tuy Ngọc có làm cho các chị đây 90% màu đúng trên online thiệt, trên trên YouTube thiệt, nhưng mà khi Ngọc chụp lại trên cell phone của Ngọc hoàn toàn là không giống. Đó, nên trên đây là các chị coi đó, là nó là như vậy nha. Nhưng khi các chị chụp lại gửi qua cho Ngọc, Ngọc giật mình luôn. Có nhiều khi nó tươi quá, Ngọc nói Ngọc không có cái áo nào mà tươi vậy hết. Ngọc nói cho rõ cho thật lòng chứ Ngọc không có muốn kiểu giống như các chị nhìn trong phone các chị thấy nó đẹp quá trời, tươi rói mà cái của Ngọc xấu ra đỏ đô. Thì Ngọc nói cái đó đỏ đô nha. Ngọc nói cái đó đỏ đô là đỏ đô nha. Rồi, ngực 98 eo 82 bộ nha. Cái em này nè, đỏ tươi nè. Em này đỏ tươi nè nha. Em này đỏ tươi không phải đỏ đô. Đó, đỏ tươi nhá, von ABC 4 tà 45 đồng bộ. Quần quần châm phông hai lớp nha. Cái mấy cái quần này các chị sẽ mặc vào những cái áo đó. Rồi Von tơ nha, 35 đồng một áo, ngực 96 eo 86. Ủa sao kỳ vậy? Trời ơi. Ấy chú cha, cái áo này các chị ơi nó ở cái size gì vậy? Chịu đời nổi không? Ngực 96 là size XL mà eo 86 là size 2X cộng. Trời ơi, ai có cái eo nào mà bự như vậy không? Eo 86 mà ngực có 96 à. Trời ơi, von tơ nha các chị. Thôi Ngọc bán này 30 đồng thôi. 35 đó, cái này 30 đồng thôi, có cái bút, thấy không? Cái này băm Ngọc bán 30 thôi. Trời ơi, ngực 96, eo 86. 30 thôi nha, von tơ này 35 nhưng Ngọc bán 30 thôi. Tại vì các chị về phải thâu cái eo vô làm sao đó. Nhưng cái em này nó không có độ co giãn nhiều đâu nên các chị mặc rất là đẹp nó. Nếu mà ai ai có cái eo này hay như thế nào mua tặng thì mua thử coi nha. Ngọc không biết được, không ngờ đó. Thằng mẫu thôi á, cho nên là họ muốn may sao họ may. Đây là quần váy nhá, 5 triệu đồng một bộ. Đây là hoa gió vải của Thái Tuấn, hoa gió nha, ngực 98 eo 82, đây là quần váy. Quần này không phải quần 110 đâu, quần này quần ống rộng bình thường nha, không phải quần 110. Đó. Các chị ơi, đẹp lắm đó. Có Ngọc có hai áo nhưng mà cái này này lại bộ. Và cái áo kia thì cái chị lấy rồi cho nên là Ngọc chỉ còn bộ thôi. Không còn áo lẻ nha, cái này 5 triệu đồng. Nó có hai, nó có một cái áo một cái áo hôm bữa chị nói Ngọc chỉ cần màu hồng. Chỉ cần áo lẻ thì hên sao lại có cái áo chứ Ngọc không có bán lẻ mà nó lại có. Hết rồi, giờ chỉ còn bộ. Rồi tiếp tục nhá. Ngực 98 eo 82 5 triệu đồng một bộ, quần váy có kết là hợp hơ hai bên nha. Đó, quần váy kết hợp hơ hai bên. Tiếp tục, lụa ngọc trai hay lụa hai da, cái này nó gọi là cái này có nơi ta gọi ngọc trai, có nơi thì gọi hai da, thật ra Ngọc không biết nó như thế nào ha. À, có nơi thì ta gọi đây là lụa ngọc trai đó. Quần này quần ống thường nha, quần ống thường nha, ngực 96 ngực 96 98 eo 83 đó, đây là lụa ngọc trai quần ống thường thôi, 5 triệu đồng một bộ. Giống như đây là vải của Thái Tuấn nhưng mà nó, đôi khi có người thì người ta nói là hai da, có người nói ngọc trai thì Ngọc sẽ không biết như thế nào. Ở hai cái này có chị mua về đó, nói đây là lụa ngọc trai. Đấy, wow, vậy hả? Ngọc không biết. Ngọc trai nó còn mắc hơn hai da đó các chị. Ngọc trai nó mắc hơn hai da. Đó. Thôi kệ, có như là mình không biết. Mình không biết, mình nói vậy đến khi nó ủa, nhưng rồi cái này sao nó giống ngọc trai quá mà người ta nói mình là hai da, giờ không biết sao nữa, nhưng mà nó giống như ngọc trai, rất là đẹp, nó giống như dạng nhung 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 á đó. Đó, nó giống dạng nhung vậy đó, đó là lụa ngọc trai đẹp lắm. Rồi đây là quần tây thi, áo áo vải Thái Tuấn nhưng mà quần tây thi ngực 98 eo 82, quần đỏ tây thi, họ phối với lại cái cổ họ đi cái vải tây thi thì họ phối với cái quần đỏ tây thi. Đây là cái quần tây vải tây thi nha, không phải vải lụa Mỹ, vải tây thi. Đó, 4 triệu đồng một bộ. 4 triệu đồng một bộ ha. 4 triệu đồng một bộ. Ngọc Ngọc để cái đây là 45 đó.
Các chị nói cái này là bốn bốn triệu đồng dùng ngọc, dùng ngọc ha. Đây là ngọc để cái này nè. Đó, ông xã Ngọc ông sợ ông lên like Ngọc hay bớt giá gì nè. 4 triệu đồng một bộ thôi. Đó, để cho các chị mặc. Tại cái này hai bên nó không có ngọc trai đó các chị. Đây này hai bên nó không có ngọc trai cho nên nó hả ngọc 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 gửi chắc nó không có nặng đâu. Cho nên Ngọc bớt cho các chị 5 đồng cho cái bộ này đáng nhẽ 45. Ngọc lấy 40 thôi nhá. Tại vì hai bên nó không có ngọc trai nè, cho nên Ngọc nghĩ Ngọc gửi nó nhẹ. Đó, cái số này là 4 triệu đồng một bộ nha. Các chị ghi cái số này dùng Ngọc 4 triệu đồng một bộ. Coi như là hai cái Ngọc bớt hết rồi đó nha. Cứ lấy dùng Ngọc ha, à, lấy dùng Ngọc giúp dùng Ngọc ấy. Rồi đây là quần thường ngực 96L 84. Quần ống thường nha. À, quần ống thường. Quần ống thường thôi. À, quần ống thường ha, 4 triệu đồng một bộ. Quần ống thường nha, 4 triệu đồng một bộ. 4 triệu đồng một bộ, quần ống thường. Bên hông nó không có hạp hơi gì hết á, 4 triệu đồng một bộ. Hai cái em này đều là 4 triệu đồng hết ha. Đó. Ngọc để chung nha, để Ngọc nhớ. Tại vì Ngọc để 45 đó các chị. Ngọc phải để chung là tí Ngọc xuống, Ngọc sửa cái giá. Thôi Ngọc quên. Rồi tiếp tục. À, quần thường nha, lụa ngọc trai. Quần ống thường thôi mà ngụ lụa ngọc trai. Đây là cái lụa ngọc trai. Đó. Phải nói cho các chị thấy cái lụa ngọc trai. Đây. Không phải tây thi nha. Không phải tây thi. Trời ơi. Ai ơi, cái quần lưng cập các chị. Quần lưng cập. Quần này trời sao ống nó bự dữ vậy. Cái lưng quần bự dữ vậy chứ. Các chị cái này Ngọc nghĩ chắc phải phải thâu vô rồi đấy. Đây bên hông nó có cái giống như là bên hông có ngọc trai ha. Đây. Đây. Đó, đi bộ vậy nè các chị. À, cái này thì lại có bộ ha. Cái size Adlot ngày hôm qua hôm nay Ngọc bán cho các chị kia nó là không có bộ. Nên mấy chị nó hứng lên mấy chị muốn may gì may à. Cái này là hàng mẫu thôi, không phải Ngọc đặt cho nên cũng không quan trọng. Bộ thì bán bộ. 45 đồng một bộ ha. Đây là 45 đồng một bộ. Ủa ngọc trai mà. Trời Ngọc đề đây 50 thôi rồi 45 đồng. Trời ơi. 45 đồng một bộ. Tiếp tục. Quần quần ngọc trai luôn, ngực 102L82. Ngực 102L82. Ngực 102L82, quần trắng nha, không phải bộ của nó theo kiểu giống như vân. À, nó không có may cái này tại cái vân nó lớn thì họ không may cái vân mà họ may theo kiểu quần lụa ngọc trai màu trắng. À, lưng cập nha các chị, không phải lưng thun. Lưng cập á, là các chị phải nói là Ngọc sẽ đo cái lưng này các chị, mà nếu mà ấy mình phải phải may chính xác á, thì nó đẹp hơn. À, thực sự ra lưng lưng cập đẹp, mặc đẹp hơn lưng thun, nhưng mà nó khó hơn là bởi vì cái bụng của các chị là phải chính xác thì nó mới đẹp. Đây là lụa ngọc trai nha, bốn cứ một bộ như vậy là 4 triệu đồng một bộ. 4 triệu đồng hết mấy cái này rồi. Rồi em này là nha xá, ngực 100L84. Ngực 100L84. Ngực 100L84. Rồi 35 đồng một áo. Nha xá nha, ngực 100L84. Cổ nó có 2cm rồi các chị. Cổ kiểu kết đá nhưng mà có 2cm thôi. Tay dài nha, tay cũng có kết đá nè. Đây là nha xá nha. 35. Tiếp tục tầm ý. Ngực 100L84. Tầm ý theo. Ngực 100L84, tầm ý theo 4 tà. 35 đồng một áo. 35 đồng một áo. Tầm ý theo. Tầm ý theo. Ngực 98L82. 4 tà. Ngực 98L82, 4 tà. 35 đồng. Tầm ý theo. Ánh kim loan Thái Tuấn. Ánh kim loan Thái Tuấn 35 đồng một áo, ngực 98L82. Ánh kim loan Thái Tuấn màu hồng ha. Ánh kim loan Thái Tuấn ngực 98L82. Đó, cái màu này mà vọng giáng sinh tuần thứ 3 nè. Tuần thứ 3 là các chị mặc hết sảy nè, rồi tháng 2 Valentine Day nè, rồi bây giờ nè, đó. Rồi đám hỏi nè, đám cưới nè. Ôi trời, ánh kim loan này mặc đẹp lắm, xem muốn chết. 35 đồng một áo nha, ngực 98L82, ánh kim loan. Các chị cứ lấy 3 áo thì bớt 5 đồng cho các chị và free shipping các tiểu bang. Thái Tuấn theo ngực 102L86, 35 đồng một áo. Ngực 102L86, 35 đồng một áo. Thái Tuấn theo ha. Đó. Nhiều khi hả là hả Ngọc giữ hàng cho các chị lâu quá đó, rồi các chị không trả lời nên Ngọc bỏ ra luôn, Ngọc xả ra luôn đó.
nên các chị mà có thấy mà bữa thì mình chốt xong mà mình quên nó, bây giờ nhớ lại á thì thực sự Ngọc Ngọc xả ra đó. Ngọc có nói là các chị Ngọc không còn đó, là bởi vì Ngọc giữ cho mấy chị đó mà mấy chị không có trả lời cho vốn nên Ngọc xả ra. Rồi 184 nha xá viền nha. Nha xá này là một cái dạng đặc biệt. Thơm không? Nó có viền cổ nè, viền hai bên nách nè, viền tà luôn 40 đồng một áo. Đây là hàng mẫu thôi nha. Không, đây viền luôn cả hai bên nẹp. Đó, viền mà cái vải ngọc trai, lụa ngọc trai nha. Đó, họ viền nẹp luôn. Đây là hàng rất là đặc biệt, chỉ có size 2X này nó mới có thôi chứ mấy size kia nó không có, nếu có Ngọc đã lấy rồi. Thật sự rất là đặc biệt. Đây. Kể cả viền tay luôn, đây là hàng mẫu nha. Đây là viền cả cái nẹp cửa tay nè, viền cổ nè, thêm viền hai bên nè, rồi thêm viền nẹp bên đây. Đó. Mình muốn đặt cho mình ghê vậy đó mà không hiểu sao ra size 2X mới ghê vậy. Đó, tay dài truyền thống. Ngực 184 đúng size 2X lót luôn. 4 triệu đồng thôi. Cái này mà đặt cho họ đều họ may cho mà Ngọc bán là không bao giờ. Phải 55 đồng đó, họ may họ nó kiểu tỉ mỉ quá. Mình đặt kiểu này tỉ mỉ quá họ làm nổi. Thôi không nổi thì bán rẻ luôn. Giờ qua đây rồi không nổi thì thôi chứ giờ nếu mà làm size nhỏ cho Ngọc mặc gì size lớn Ngọc phải bán. Tiếp tục nha xá. 35 đồng một áo, người 98 eo 84. Nha xá theo. Nha xá theo. Ngọc mặc nha xá hợp. Vừa rồi Ngọc mặc mấy bộ nha xá mấy chị muốn mua á. Là Ngọc mặc hợp sao nha xá, Ngọc tự Ngọc không hợp á các chị. Ngọc sợ nó thấy nó nghĩ là mấy cái eo ánh kim với nha xá Ngọc nghĩ là mình nghĩ nó mỏng hơn. Không đâu các chị ơi, mặc dù nó nhìn nó sang chảnh lắm. Nhưng nha xá nhìn vậy mà nó lên nó sang chảnh. Tại mình thấy mình không có ủi, mình thấy ngao ngán phải không? Đến khi mình ủi ra đẹp mới sợ luôn ha. 30 đồng. Người 182 nha xá 30 đồng một áo. 30 đồng một áo. Có kết chút xíu nhẹ các chị không thích thì tháo ra thôi ha. 30 đồng một áo nha xá. Gấm Thái Tuấn. Gấm Thái Tuấn 4 triệu đồng một áo. Ngực 102 eo 88 4 triệu đồng một áo. Đây là gấm Thái Tuấn, đây là gấm Thái Tuấn gấm nha. Gấm. Nó khác với lại lụa, gấm lụa thì nó có độ rũ hơn, có độ co giãn hơn. Còn em gấm Thái Tuấn này nó không có độ co giãn. Có ơi thì gọi gấm gì? Gấm Thượng Hải, gấm gì á hả? Gấm Tiều Châu, gấm gì không biết đó, Ngọc chỉ biết đây là cái loại gấm Thái Tuấn thì cái này thì không có độ co giãn các chị nha. Cái này không có độ co giãn đâu. Ngực 102 eo 88 không có độ co giãn. Ngực 102 eo 88 giống kiểu giống như 3S hả? Nó gần giống như 3S á. Nhưng mà các chị 2S ví dụ như là mình ngực 86 mình lấy eo 86 mình lấy được ha. Cái này Ngọc tại cảm tưởng giống như là size 3S á. Phải không? Tại vì ngực 102 eo 88 phải không? Đó, nhưng mà nếu eo 86 mình vẫn lấy được nó nha. Tại vì cái này không có độ co giãn nên mình mặc được. Ngọc đo vậy thôi, nhưng mà nếu các chị mà nhỏ hơn 1-2cm mình vẫn lấy được. Thường áo gấm người ta mặc chật hơn chút. Nếu không có chị thầu vô ha, chặt thôi để mình đánh giang, tại vì nó có độ dày dặn. Đây là vải này là vải lụa Mỹ, bộ nha, ống thường, bộ thôi. Dành cho các chị đầu tháng để mặc ngày các bà mẹ hay là lê dô hả? Hay là ra trường của các em thêm sức rước lễ lần đầu. Rồi hay là theo đạo gì đó. Ngực 98 em 82, đây là những dạng bộ nha, màu trắng. Đó, ngực 98 em 82, 4 triệu đồng một bộ. 4 triệu đồng một bộ. Cái này có cổ. Ngực 98 eo 84, ngực 98 eo 84 cũng vậy luôn nha, dạng bộ. À, cái giày dạng bộ ha, cũng quần ống thường thôi nha, Ngọc không may ống váy đâu. Đó, đây là dạng ống thường, lụa Mỹ nha. 4 triệu đồng một bộ. Đi vào châm phong. Châm phong, hàng châm phong. Châm phong bộ nha, đây là quần thường. Áo 2 lớp, quần áo 4 tà quần 2 lớp, 45 đồng một bộ. 45 đồng một bộ, cái cổ có kết nè. Cái cổ có kết này các chị đó. 45 đồng một bộ. Tiếp tục. Kiểu cổ này, ngực 97 eo 84. Hai bên nách đều có. Ha? Đó, tay cũng có. 45 đồng một bộ. Quần hai lớp áo 4 tà châm phong, 45 đồng mà thôi, đó về là 55 đồng rồi các chị. Ngọc bán cái này phải nói khi các chị nhận về những cái áo châm phong này của Ngọc nó có độ nặng của nó, nó có độ rũ của nó, các chị sẽ biết rằng wow, mua cái áo đáng đồng tiền. Phải nó rẻ. Nó thiệt với các chị nào rẻ. Không bao giờ có các chị áo nào mà 4 tà mà 2 lớp mà các chị mua được cái giá 45 đồng. Mà nó mua 3 bộ phí shipping rồi còn bớt 5 đồng phí shipping chắc không có đâu. Các chị nhận áo đi ha, rồi sẽ biết nha. Rồi ngực 96 eo 84. Ngực 96 eo 84. Châm phong giống như Ngọc đang mặc nè. Vải châm sông phong đó. Rồi, đây là phong người ta nha, phải phong nhà Ngọc. Cái nào phong nhà Ngọc thì Ngọc nói cho các chị, mà đây cái toàn bộ là phong của người ta đó. Hồi nãy là chỉ có Thái Tuấn á mới là phong của nhà Ngọc thôi.
ngực 98 đến 100, eo 84. Những em này châm phong đều có độ co giãn nha. Đó, có cổ cổ truyền thống thôi. Tay cũng có kết chút xíu nè. Kết là kết cái đá xám đó, Ngọc chụp vô nếu có đen thì không có đúng nha các chị. Đây là đá xám không phải màu đen. Đá xám trên cái cà phê sữa. Cái này không phải đá đen nha, màu xám trên cà phê sữa. À mà đi chùa hết sợi ha, còn bên công giáo thì mặc màu cháy gì đó. Rồi, tiếp tục nha, màu bã trầu. Màu đỏ bã trầu. Ngực 100 eo 86 cũng vậy nha, tất cả những cái bộ này đều là 45 đồng một bộ. Áo 4 tà quần 2 lớp đây là bộ ha. Cái nào lẻ thì Ngọc sẽ nói đây là bộ nha. 45 đồng một bộ thôi. Các chị lấy bộ thì rẻ hơn. Tại vì Ngọc bán bộ luôn đấy để cho các chị mặc cho đấy. Rồi về nhà mắc công là không có tìm ra được cái quần nào matching được hết đó. Dùng cái từ matching nó khó chết luôn. Đâu có dễ. Người 96 eo 84. Người 96 eo 84. Thật sự cái này là bộ á, mà Ngọc đâu có muốn mặc bộ đâu. Ngọc mặc cái quần trắng. Tại cái quần ống thường Ngọc không thích. Quần hai lớp ống thường Ngọc không thích cho nên Ngọc mặc quần trắng. Quần trắng nó ống rộng. Đó. Nên có tùy mình. Chắc các chị không mua cái quần cứ để đi. Rồi mình mặc mấy cái khác. Đâu nhất thiết phải mặc chung đâu. Phải không? Đó, người 96 eo 84 bộ chứ đâu phải nhất thiết mình phải mặc chung với bộ đâu. Cổ đẹp nha, không có trễ nha các chị. Tiếp tục họ sẽ kết bằng cái đá này là đá silver, không phải là màu black. Không phải màu đen đâu nha, đá silver đó. Black silver. Silver black. Rồi. Ngực 98 eo 84 bắt đầu tập đau tay rồi các chị. Ngọc sẽ làm nhanh nha, đã hơi đau tay rồi. Ngực 98 eo 84, châm phong 45 đồng một bộ. Màu xám nha, màu xám xanh đó. Hoàng gia. Lụa hoàng gia ngực 100 eo 82. Ngực 100 eo 82. Quần ống váy nha, đây là quần ống váy. Quần ống váy ha, 45 đồng bộ. Quần ống váy ha, 45 đồng bộ. Quần ống rộng á, 45 đồng bộ, hoàng gia ha. 45 đồng một bộ. Ánh dương, áo ánh dương kết, ngực 100 eo 86, ánh dương kết đá, không có cườm, chỉ là đá thôi, không có cườm, đây là đá nguyên, đá trước và đằng sau, không có cườm vẫy nha, 40 đồng một áo, ánh dương, Thái Tuấn, vải ánh dương Thái Tuấn nha các chị, vải ánh dương Thái Tuấn kết đá đặc biệt, 40 đồng. Trời ơi, cái này quên nữa, cái này dặn bộ, 50 đồng một bộ, cái này bộ nha các chị. Áo 4 tà, quần 2 lớp, 50 đồng một bộ. Hôm vừa rồi Ngọc mới mặc bộ đó, mặc bộ đen nè. Thật là tuyệt vời, đi ăn tiệc thôi khỏi tuyệt, là coi như là đẹp luôn. Đẹp hơn chữ đẹp. 50 đồng một bộ ha. Nó nặng quá mà, đá không đó các chị, không phải cườm mấy đâu. Rồi đi qua cái màu trắng. Màu trắng gì nữa đây, đây ngực bao nhiêu đây? Ngực 98 eo 82. Ngực 98 eo 82. Ngực 98 eo 82. Đá từ trên cho xuống dưới luôn các chị, 40 đồng một áo. Đá với lại cừ ánh tím ha. Đá rồi hạt pearl rồi cừ ánh tím nó mới ra chiếu như vậy. Ai làm MC, ai mà làm cô dâu đám hỏi hay là ra trường, các em ra trường hay rước lễ lần đầu hay là bất cứ gì, nói chung là nhiều lắm, màu trắng nhiều lắm, rước kiệu sắp tới nha các chị, tháng 5 dân hoa đức mẹ rồi. Ngày 98 e 82, người trên 82 40 đồng một áo. Rồi, đi vào cái em này là em tạm ý. Cái gì đây? Ngực 100 eo 84, áo dài đầm 50 đồng một áo. Áo dài đầm ha. Cổ này là cổ 3cm, không phải cổ 5cm đâu, cổ chỉ có 3cm thôi. 50 đồng một áo. Ơ không phải các chị ơi, sorry, cái này áo dài thôi các chị, không phải áo dài đầm. Áo dài thôi các chị. Sorry các chị, đây là áo dài 4 tà ha. 45 đồng một áo. 45 đồng một áo nha. Đây là áo dài. Xin lỗi, đây là áo dài không phải áo đầm. Áo dài lẻ nha, áo dài 4 tà. Đây là 4 tà. 45 đồng một áo. Đá nha, cái này đá hoàn toàn đá. 100% đá, đá này là một đá đặc biệt. Nó không có phải giống như cái đá, nó cũng có nhiều loại đấy các chị. Cái này chị các chị giặt không có mờ đâu. Giặt một hai lần các chị nói nó sẽ mờ, nó giặt không, em này không có mờ. Nhưng em đá nó Ngọc đặt riêng á, gọi là đặt riêng cho tiệm Ngọc, đá rất là đặc biệt ha. Những cái đá mà Ngọc đặt đó, như các chị mà nói là những cái áo nào Ngọc nói Ngọc đặt cho tiệm Ngọc á, hoàn toàn đá khác đó các chị. Giá mắc chứ không có rẻ đâu. À, bên đó cái cô bên đó cô may, cô rất là tận tình. Cô nói chị ơi cho em thêm tiền để mà em lấy cái đá đặc biệt chị, rồi thêm liền.
thêm lên để Ngọc lên được cái đá, trên đá đặc biệt đó các chị. Nó không có lu mờ theo năm tháng đâu. Áo dài tầm nha, ngực 98 eo 82 45 đồng một áo. 98 eo 82 45 đồng một áo. Đây là áo dài nha. Đây là áo dài. Không phải áo dài đầm, không phải áo đầm, áo dài thôi. 45 đồng một áo. Áo tầm ý nha. Rồi ngực ngực 98 eo 84. Ngực 98 eo 84. Áo dài tiếp tục, áo dài 4 tà. Nó có ren nha. Ren thì họ họ ấy cái cổ đằng trước và đằng sau. Cái ren nó họ phối ren nha các chị, phối ren mà đá. Cái này đá hoàn toàn đá. Nha, đá. Đó. 40 đồng một áo. Ngực 96 eo 84 40 đồng một áo. Ngực 96 eo 84 40 đồng một áo, kết từ trên xuống dưới. Cổ chỉ có 2 cm rưỡi thôi nha. À, cổ truyền thống bình thường thôi, không phải cổ cao 5 cm đâu. Ngực 96 eo 84 40 đồng một áo. Ngực ngực 98 eo 82 35 đồng một áo. 35 đồng một áo, tầm ý nha, 35 mà 35 đồng một áo. Cái này kết ít đấy các chị, kết ít. 35 đồng một áo. Tiếp tục. Ngực 98 eo 84. Ngực 98 eo 84. Ngực 98 eo 84. 35 đồng một áo. Ngực 98 eo 84 35 đồng một áo, châm phong. Ngực 100 eo 84 35 đồng một áo. Cũng 4 tà ha, đây là áo dài nha. Đây là những áo lẻ nha các chị, 35 đồng một áo. Châm phong ha. Ngực 100 eo 84 35 đồng một áo. Châm phong nha, 35 đồng một áo, ngực 100 eo 84, tiếp tục 35 đồng một áo, châm phong. Ngực 100 eo 84 35 đồng một áo. Vàng đồng ha. Bom lau là một áo, ngực 98 đến 100 eo 84 35 đồng một áo. Đây là kim sa ha, đây là kết những cái em kim sa. Vừa kim sa vừa cườm 35 đồng một áo. Bông nổi á, bông đắp nổi đó. Rồi, áo dài đầm 50 đồng một áo. Ngực 100 eo 84, áo dài đầm. Áo dài đầm ha, ngực 100 eo 84. Áo dài đầm 50 đồng một áo, ngực 100 eo 84, áo dài đầm. Áo dài đầm nha. Đây là áo dài đầm 50 đồng một áo. Áo dài đầm nha các chị. Áo dài đầm 50 đồng một áo. Áo dài đầm 50 đồng một áo, ngực 102 eo 86. Ngực 102 eo 86, áo dài đầm ha. Áo dài đầm. Áo dài đầm là các chị mặc, các chị đâu cần phải mua cái quần. Có nhiều chị Ngọc nói áo dài đầm mà các chị nó đi mua cái quần dài đầm là cái thùng họ may vô bên trong cái lớp bên trong họ may thành một cái ống thùng nha các chị, thành một ống nha, thì gọi là áo dài đầm ha. Bên ngoài vẫn có hai tà thì gọi áo dài, nhưng mà đầm là sao, là bên trong là một cái thùng nha, một cái ống thùng đó, họ may liền với nhau luôn chứ không có dính cho nên không cần phải lấy cái quần nữa nha các chị. Đó thì cái này là các chị mua cái này thì không cần phải mua cái quần đâu. Ngực 102 eo 92. Ngực 102 eo 92. Ngực 102 eo 90, 92 đó các chị. 102 eo 90, 92. Cái này theo kiểu giống như là của size 3X rồi. Cái này 3X rồi. Cái này ngực 102 mà eo 90, 92. Cái này là 3X lót nha các chị. Đây là size 3X nè. Không phải 2X đâu. Cái này 3X nha. Size 3X lót đó. Ngực 102 eo 90, 92 là size 3X lót. Đây là size 3X lót. Không phải size 2X. Cũng vậy luôn nha. Áo dài đầm. Ai size 3X thì lấy cái này nha. Cái này không phải size 2X đâu. Đây là 3X. Share đi.
Mua tặng đi, không mình không mặc được thì mình tặng đi, phải không? Rồi, ngực 98 100, eo 82 đây, cái này em này là size chú S, đây cái này mới là chú S đúng nè. Cái kia là 3S, cái này 2S nè. Ngực 98 đến 100, vòng eo 82 nha. Đây là size chú S, cái em kia là size 3S, em này là size chú S. Chú S 363, ngực 98 đến 100, vòng eo 82, 5 triệu đồng một áo, dài đầm nữa nha. Rồi tiếp tục một em nữa. Ngọc sợ mấy em cườm lắm cho nên Ngọc bán cho nhanh nhanh để Ngọc không có về mấy em này nữa. Áo dài đầm tiếp tục, ngực 96, 98, eo 84. Ngực 96, 98, eo 84, áo dài đầm. Cái này Ngọc thâu hơi nhiều, tại hôm nay Ngọc chỉ có một video này thôi. Ngọc không có thâu hai cái cho nên là các chị coi giúp Ngọc ha. Để Ngọc xem nếu ngày mai Ngọc rảnh thì Ngọc sẽ thâu 3. Rồi ngực 98, eo 84. Ngực 98, eo 84. 35 đồng một áo. Đây là áo nha, áo dài nha, không phải áo dài đầm, áo dài bình thường 35 đồng một áo. Trời ơi quánh qua em Nhung. Vô cái em Nhung cách cường 45 đồng một áo, ngược 100 đến 102, eo 84, 86. Những ai size 3S lấy cái này được. Size 3S mà ngược 102 các chị lấy cái này mặc được nha. Đây áo Nhung này có độ co giãn. Đó. Tại vì cái eo này 86 rồi á thì các chị có thể thêm 2 cm nữa thì qua 88 của size 3S lấy được. Cái này Ngọc đo là ngực 100, 102, eo 84, 86 nha. 45 đồng một áo. Áo này gọi áo nhung nhung kết cườm. Ngọc không bao giờ có những cái áo này trong tiệm nữa. Đó, nên các chị lấy đi có 45 đồng thôi. Đi vào áo trắng. Áo trắng. Ngực 98 đến 100, ngực 98 100, eo 84. Ngực 98 100, eo 84. 40 đồng một áo. Kết đẹp không? Kết đẹp ha. Đó, toàn bộ đẹp biết sợ không? Tầm ý nha. Chiếu ha. 40 đồng một áo, các chị cứ lấy 3 áo thì Ngọc bớt cho các chị 5 đồng. Rồi, ngực 98 đến 100, vòng eo 82, 35 đồng một áo. 35 đồng một áo. Ngực 98 đến 100, vòng eo 82, 35 đồng một áo. Ngực 98 đến 100, vòng eo 82, 84, 40 đồng một áo. 40 đồng một áo, tầm ý nha. 40 đồng một áo. Nhìn chiếu vậy chứ ra ngoài nó đâu có chiếu dữ vậy. Phải có ánh đèn vô thì cường mà các chị. Mình phải có cái ngày đặc biệt đó, mình mặc các chị ơi. Đi rước kiệu này nọ thì có cái ngày đặc biệt chứ không phải màu trắng trơn. Mặc ra ngoài bình thường lắm, tại trong đây nó chiếu các chị chụp hình đó thì nó vẫn bình thường thôi, nó đâu có chiếu dữ vậy đâu, nhưng mà tại trên đèn nó mình phải có ánh sáng chút xíu hả. Tầm ý nha, 40 đồng một áo, ngực 98 đến 100, vòng eo 82. Vòng eo 82. Đẹp quá à. Áo đáng đồng tiền luôn á. Kết từ trên xuống dưới đáng đồng tiền luôn, có 40 bạc các chị ơi. Khỏi cần nghĩ ngợi, bảo đảm các chị nó sẽ đẹp. Về đi rồi nhìn những cái áo trắng các chị sẽ biết là Ngọc bán đẹp. Kết nhiều chứ không phải kết ít như người ta. Nhưng mà nhìn nó ra form, ra mẫu mã đàng hoàng ha. Ngực 100 eo 82. 40 đồng một áo. Ngực 100 eo 82. 40 đồng một áo. Nó kết từ trên xuống dưới này, đây là ánh tím. Tầm ý nha các chị, tầm ý 4 tà. Rất là đẹp các chị ơi, đẹp lắm. Các chị lấy thử đi. Cứ lấy thử một cái áo đi, Ngọc không có bán mấy cái áo này nữa nên các chị cứ lấy thử một áo đi. Áo mới có hai áo để mình trừ hao các chị. Rồi cuối like nha. Đây là những cái áo mà cuối like thôi. Rồi là nó bị cái sức kim gì đó. À, Ngọc chỉ bán có 20 đồng thôi, bị sức kim nè. Từ 98 em 100, người 98 đến 100 eo 82. Đó, Ngọc chỉ bán có 20 đồng thôi. Cái này là có một vài chỗ thôi, Ngọc không biết chỗ nào nhưng mà chỉ một vài chỗ thấy Ngọc đề thấy đây là bị sức chỉ, không phải sức kim. Sức kim may đó. Đó, 20 đồng thôi cho các chị mua. Rồi, tiếp tục em cuối line nha. Von ABC, 25 đồng một áo. Ngực 98, eo 82. 4 tà nha, cho các chị thử phong giá nhà Ngọc. Đây là 4 tà, chỉ có 25 đồng thôi. Cuối line nha các chị, 25 đồng. Đó, chỉ có một áo thôi. Ngực 90, ngực 98, eo 82. 25 đồng một áo. Một áo Thái Tuấn cuối line, 20 đồng một áo. 20 đồng một áo. Ngực 97, eo 82, 20 đồng một áo. Đây nè, nó may như vậy nè. Đó. Ngọc bán cho các chị cuối la 15 đồng thôi. Đằng sau họ may cái kiểu lệch qua một bên. Đằng trước như vậy, Ngọc bán 15 đồng thôi. Đây là vải Thái Tuấn. 15 đồng thôi, các chị mua. Đây là họ may theo kiểu đằng sau nếu như vậy nè các chị. Đó, họ may đây đằng sau đi vào cái tay như vậy. Đó, còn đằng trước là như vậy. Chị đời nói không, mặc cách tinh, cách ngắn mặc cho nó mát các chị. 15 đồng một áo.
Rồi Ngọc đã thâu xong size 2X lot. Cảm ơn các chị đã theo dõi cả tiếng đồng hồ luôn. Có gì những sơ sót thì mong các chị thương thông cảm và bỏ qua cho Ngọc nha. Mình sẽ cùng nhau để phát triển thêm cái áo dài được tung bay nơi đất khách quê người. Ngọc cảm ơn các chị rất nhiều và kính chúc các chị được một ngày cuối tuần được bình an và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt.